nhớ bấm thích, bình luận và đăng ký theo dõi ủng hộ team mình nhé. Liên hệ quảng cáo qua tổng đài 02439982828 hoặc Zalo 0971155115. Ngôi sao của kẻ hủy diệt, vận mệnh bóng đêm, Mackenzie Davis mới đây đã tiết lộ một bước ngoặt mà bộ phim tiếp theo có thể sẽ đạt được. Mặc dù thành tích phòng vé của kẻ hủy diệt vận mệnh bóng đêm năm 2019 đã dẫn đến việc người hâm mộ mất niềm tin vào thương hiệu, có vẻ như vẫn có kế hoạch cho phần phim thứ 7. Điều này sẽ được tiếp tục sau khi cốt truyện được chỉnh lại một cách gián tiếp. Mackenzie Davis, người đóng vai chính trong vận mệnh bóng đêm với vai Gray, đã tiết lộ một tin khá hấp dẫn về những kế hoạch cho một bộ phim tiếp theo. Mặc dù không nói quá cụ thể về các kế hoạch giả định của kẻ hủy diệt 7, Davis hé lộ rằng đó sẽ là một loại phim về các dòng thời gian. Dự án đó sẽ có một dòng thời gian khác mà bạn sẽ khám phá. Davis cũng xác nhận rằng bộ phim sẽ diễn ra trong tương lai. Xin nhắc lại, bản thân vận mệnh bóng đêm được đạo diễn bởi Tim Miller của Deadpool là sản phẩm của việc thiết lập dòng thời gian mới. Nó bỏ qua các sự kiện tận thế trong Kẻ hủy diệt 3, sự trỗi dậy của những cỗ máy năm 2003, loạt phim truyền hình Kẻ hủy diệt, biên niên sử Sarah Connor năm 2008 và 2009 của Fox, chính là cuộc chiến tiền truyện được thiết lập trong tương lai của Kẻ hủy diệt, sự cứu rỗi năm 2009 và thậm chí là các sự kiện thay đổi dòng thời gian gần đây của Kẻ hủy diệt, thời đại Renaissance năm 2015. Thay vào đó, câu chuyện được xây dựng dựa trên dòng thời gian của bộ phim gốc năm 1984 của đạo diễn James Cameron và phần 2 năm 1991. Trong đó, Sarah Connor do Linda Hamill từng thủ vai và cậu con trai John Connor do Edward Furlong đóng, được hỗ trợ bởi một T-800 được lập trình lại. Arnold diễn xuất đã xóa bỏ sự tồn tại của Sarah. Dù gì đi nữa, cơ hội để người hâm mộ được xem Kẻ hủy diệt 7 là cực kỳ mỏng manh. Chủ yếu là do phần vận mệnh đen tối đã trở thành bom xịt khi thu về chỉ 261 triệu đô la trên toàn thế giới. Điều đó là quá đáng thất vọng với kinh phí sản xuất ban đầu lên đến 185 triệu đô la. Ngay cả Linda Hamilton, người đã miễn cưỡng trở lại vận mệnh đen tối, gần đây đã tuyên bố rằng mình đã hoàn thành sứ mệnh vì sự gia tăng rủi ro của các bộ phim bom tấn. Hơn nữa, trong một cuộc phỏng vấn với báo chí vào tháng 6 năm ngoái, chính Linda Hamilton đã phản hồi lại quan điểm về phần tiếp theo của vận mệnh đen tối bằng cách nói dứt khoát: "Ôi trời ơi, thật điên rồ." Wanna show 'em how it's done? Team VTG T6/2006 chỉ đạo nội dung: Ngọc Khánh, biên tập hình ảnh Yến Trang, biên tập âm thanh Xuyến Chi, chịu trách nhiệm sản xuất Thanh Long. Nếu các bạn yêu thích video thì nhớ bấm thích, bình luận và đăng ký theo dõi để ủng hộ bọn mình nhé.